Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt chung là tử hình. Theo hội đồng xét xử, trước khi hợp nhất, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thu mua cổ phần của ba ngân hàng, Ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Khi Ngân hàng Nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng, tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ cho mục đích của mình. Do đó, tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Cạnh đó, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh là đúng quy định của pháp luật. Theo đánh giá, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức trong thời gian dài. Với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi nên phải xử lý nghiêm. Bản án nhận định, hành vi của bị cáo không chỉ phạm đến quyền quản lý tài sản của các cá nhân tổ chức mà còn đẩy SCB vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, xói mòn niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án. Sáng ngày 11 tháng 4, 4 tổ công tác với hàng chục cảnh sát của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D Bình Thuận, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam. Ngoài khởi tố, bắt giam hai phó giám đốc nói trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng khởi tố bắt giam một cựu nhân viên quản lý xe của Trung tâm dạy lái xe Thanh Long Đỏ, Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D và ba nơi cư trú của các bị can tại xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Được biết, hai phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D Bình Thuận là Nguyễn Đình Nhật, 27 tuổi, và Huỳnh Tấn Tài, 36 tuổi, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Lê Hữu Trác, 32 tuổi, cựu nhân viên quản lý xe của Trung tâm dạy lái xe Thanh Long Đỏ, bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Trước đó, vào tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận có thông báo kêu gọi các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tự thú, đầu thú, chủ động khai báo, tố giác tội phạm để được hưởng khoan hồng. Công an Bình Thuận cho biết, qua xác minh ban đầu, phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông. Trường hợp phát hiện các sai phạm thì phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trung tâm đăng kiểm viên trong thực thi nhiệm vụ. Tỉnh yêu cầu chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, nhất là các tổ chức cá nhân lợi dụng việc ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để thực hiện các hành vi trục lợi. Cụ thể là các hành vi như nhận đăng kiểm hộ, giúp làm nhanh kiểm định, mua bán tem, giấy chứng nhận kiểm định, gây bức xúc dư luận xã hội, mất niềm tin của nhân dân. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với cựu quân nhân Hoàng Văn Minh về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong. Trong phiên tòa này, phóng viên không được ghi âm ghi hình.
tại phiên tòa hôm nay, 5 người làm chứng vắng mặt và bị cáo không yêu cầu có luật sư bảo chữa. Hội đồng xét xử đã tiến hành công bố đơn xin thỏa thuận của bị cáo về việc muốn được thỏa thuận dân sự đối với gia đình bị hại. Trước hội đồng xét xử, cựu quân nhân Hoàng Văn Minh đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi gia đình bị hại, mong muốn được thỏa thuận dân sự với gia đình bị hại để được có cơ hội làm lại, sửa sai về những việc mà mình gây ra. Không đồng ý với việc xin thỏa thuận dân sự của bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại cho biết gia đình không đưa tính mạng của con ra để thỏa hiệp và không đồng tình với việc làm của bị cáo sau khi gây ra tai nạn. Gia đình bị hại cho rằng việc nhờ người nhận tội thay sau khi gây ra tai nạn là cố ý chứ không phải là vô ý. Vì vậy, gia đình không đồng tình việc thỏa thuận dân sự của bị cáo và mong muốn hội đồng xét xử thực hiện xét xử theo quy định pháp luật. Sau đó, hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo quy định. Trước đó, theo bản án sơ thẩm, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng và chồng di ruột là Phạm Văn Võ cùng một số người thân đi trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Khi đến trước một điểm giao dịch ngân hàng, Minh điều khiển xe chuyển hướng sang phải thì va chạm với xe máy do cháu Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12, con gái ông Hồ Hoàng Hùng, điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và không qua khỏi. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, bà Hằng và ông Võ đã khai báo gian dối nên bị khởi tố. Tuy nhiên sau đó xét thấy không cần xử lý hình sự, cả hai được đình chỉ điều tra. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm với bản án xác định nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô, dẫn tới thiếu chú ý quan sát gây tai nạn chết người. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng, theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An quý 1 năm 2024, trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong vụ việc 6 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến Nghệ An tử vong vì bụi phổi và 57 công nhân khác bị mắc bệnh do bụi phổi. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết chưa có cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Hiện tại, các ban ngành đang tập trung khắc phục hậu quả mà công ty Châu Tiến đã gây ra. Sau khi khắc phục xong, cơ quan quản lý nhà nước sẽ quy trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc. Đến nay, chưa có tổ chức cá nhân nào nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm vì thực tế trách nhiệm tập thể về mặt văn bản quy định chung chung. Chưa cơ quan nào làm hết trách nhiệm của mình tại vụ việc công ty Châu Tiến. Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An nói. Trước đó, như đã đưa tin, trong quá trình làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, chuyên sản xuất bột đá, nhà máy đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An, đã có 6 công nhân từng làm việc tử vong do bệnh bụi phổi silic. Ngoài ra, có 57 người mắc bệnh do bụi phổi, trong số đó có 19 người bị thể nặng, 25 người bị thể trung bình và 13 người bị thể nhẹ. Các nạn nhân gồm anh Hoàng Văn S, sinh năm 1976, trú tại xã Nghi Hưng. Anh Trần Hữu Quy, sinh năm 1985, trú xóm 2, xã Nghi Hưng. Anh Trần Trọng T, sinh năm 1974, trú xóm 2, xã Nghi Phương. Anh Phạm Quang S, sinh năm 1995, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận. Anh Trần Ngọc H, sinh năm 1978, trú xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. Và anh Hồ Đức H, trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến do mắc các sai phạm như không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật. Đến nay, sự việc đã xảy ra hơn 6 tháng nhưng cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Sáng ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Ngay đầu giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi cầm 35 tỷ của vợ chồng Trương Xuân Đức và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đọc tóm tắt lại cáo trạng vụ án. Các bị cáo đều đồng ý với các tình tiết đã khai trong bản cáo trạng. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị mức án cho các bị cáo.
Theo đó, chùm hóa đơn Trương Xuân Đức bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Trương Xuân Đức bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này, Đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi và chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cũng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mức án. Vợ của Đức là Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 đến 4 năm tù với tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Cựu Thứ tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Ca chịu trách nhiệm hình sự độc lập ở hành vi này. Theo Viện Kiểm sát, ông Ca có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, 4 lần, nhưng đã nộp lại toàn bộ số tiền, được nhiều cơ quan có đơn xin giảm nhẹ tội, có nhiều công lao trong thời gian công tác. Các bị cáo khác liên quan vụ án bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, Phòng Giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, số 261-263, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo dỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB. Trong đó, SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn này bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo toàn bộ việc mua và đổi tên thành công ty Faros. Quyết dùng công ty Faros làm công cụ phương tiện chỉ đạo Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo lãnh đạo công ty Faros thực hiện các thủ tục để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng được niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE. Bị can chỉ đạo việc mua bán số cổ phiếu khống về giá trị chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, sau khi số tiền bán cổ phiếu ROS được chuyển về tài khoản của các cổ đông, Trịnh Thị Minh Huế lập chứng từ rút tiền mặt đưa cho các cổ đông ký để Huế lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết. Trong đó, hơn 181 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của công ty cổ phần tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với tập đoàn FLC.
hơn 436 tỷ nộp vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán trả nợ vay, gồm Tống Xuân Vương 196,57 tỷ đồng, Nguyễn Thị Xuân Hoa 196 tỷ đồng, Lê Thị Ngọc Diệp 25,7 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết 5 tỷ đồng, Nguyễn Băng Thương 7,75 tỷ đồng, Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ đồng, Đặng Quý Thiết 800 triệu đồng, Ngô Thế Bằng 600 triệu đồng, Lê Thu Hiền 250 triệu đồng, Trịnh Thị Minh Huế 1,23 tỷ đồng và tài khoản thẻ 500 triệu đồng. Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán, hơn 44 tỷ chi tiêu cá nhân. Còn lại hơn 2.500 tỷ đồng được nộp vào tập đoàn FLC, các công ty con, công ty liên kết để hoạt động kinh doanh, nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Huế quản lý, điều hành. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư mua 391.155.480 cổ phiếu ROS lần bán ra ban đầu của Trịnh Văn Quyết giao dịch trên sàn HOSE với tổng giá trị thu về hơn 4.800 tỷ đồng. Qua đó, cơ quan điều tra kết luận Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng. Cáo trạng nêu, các cá nhân này đã bỏ một khoản tiền thật để mua cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết trên sàn chứng khoán, mà không biết cổ phiếu đã bị Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng các thủ đoạn gian dối để nâng khống về giá trị, vì vậy được xác định là bị hại của vụ án. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ủy thác điều tra, đồng thời Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ROS khai báo, xác minh, lấy lời khai để xem xét giải quyết trong vụ án. Kết quả điều tra đến nay mới chỉ xác định 133 trên 30.403 bị hại đang sở hữu hơn 627.000 cổ phiếu với tổng giá trị khi mua là hơn 2,2 tỷ đồng. Hiện có 95 trên 133 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống, với giá trị mua gần 1,4 tỷ đồng. Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền hơn 189,5 tỷ đồng.